Trước khi bắt đầu video thì đây là một cộng đồng nơi mà chúng ta nghe nhạc văn minh, tôn trọng nhau, không thượng đẳng toxic. Và chúng tôi sẽ giveaway áo trùng cuối cũng như là trùng figure mỗi tháng. Nên là hãy tham gia vào group của Nhi Đồng Thối Tai, nơi bạn có thể chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, quan điểm, meme về âm nhạc. Và quan trọng nhất là được tặng áo, tặng figure mỗi tháng. Link tham gia nhóm ở phần mô tả và bình luận. Chào các sếp, Nhi Đồng Thối Tai đã quay trở lại. Để mà nói thì 2023 tính đến giờ làm fan của B-Ray là sướng nhất. Hết đi show ngắm Hoàng Yến Chibi thả thính idol. Có thế em là mối quan hệ mập mờ à? Lại còn nghe tin sắp tới là B-Ray sẽ làm giám khảo rap Việt. Cố mà học theo nhạc của tao đi con ạ. Nhưng mà đáng tiếc là mày không rap tấn công như Tô Rai Nai vậy mà học theo tao phòng thủ. Ngày Valentine thì thấy ông anh ngày 7 đêm 3 vào ra không kể. Lại còn sắp ra mắt đến 3 cái MV trong cùng một buổi tối. Nói chung là bây giờ làm fan B-Ray đỉnh xã hội. Vậy thì điều gì đã giúp B-Ray có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay. B-Ray aka Bao Trần trong khoảng 10 năm trở lại đây luôn là cái tên hot và được săn đón ở rap Việt. Lý do là vì anh từng là gương mặt nổi bật của hãng trà sữa Phúc Choi, nơi tình cảm lên ngôi, đứng đầu một tổ chức từ thiện chuyên đi hành thiện trợ nghĩa. Gần đây thì còn dạy anh em trong giới biết thế nào là ân ái. Đấy là còn chưa kể từng dẹp một nhóm đua xe, xong rồi cũng ép kinh nọ kinh kia biết thế nào là lễ hội. Cơ mà dù vậy thì vẫn không địch được 1 triệu army, tí thì mất nick. Khoan, thằng nào đây? Bí rảy hả? Nói như vậy để thấy là B-Ray là một trường hợp rất hiếm gặp biết tự xây hình ảnh và tên tuổi cho mình. Nhiều người bây giờ thì vẫn lôi quá khứ làm cớ để ghét B-Ray thì yên tâm, soi sáng rồi. Khởi đầu sự nghiệp, B-Ray cũng là một trong những rapper trẻ năng nổ ở nhiều forum. Với việc được sống ở Mỹ từ nhỏ nên phần nào bản thân anh cũng học hỏi được rất nhiều về cách làm nhạc ở đây. Ở thời điểm đầu, B-Ray rap thuần tiếng Anh và có chủ động đăng một số sản phẩm lên các forum Việt Nam, nhưng bị chê là chất giọng chóe chóe, thiếu nam tính. Hồi trước tôi nghĩ vậy là tôi ngầu mọi người à, nhưng mà ngầu thiệt. Thời đấy nhiều người lấy cái giọng trầm trầm làm chuẩn mực cho nhạc rap. Tôi không hiểu lắm, cho cái thứ này cũng hay. Những năm đầu làm quen với rap, B-Ray lựa chọn màu nhạc giống với các lyrical rapper tại Mỹ, dissing và nói về cuộc đời, kiểu thích chửi đời, chửi người. Màn diss lúc đó khá nổi tiếng trong cộng đồng Việt rap thì phải kể đến trận so kè giữa anh với Mark và cộng đồng mạng chấm Mark thắng. Một lý do lớn là vì giọng Mark trầm hơn, ok chưa? Nhưng mà cũng trong kèo diss đó thì B-Ray thể hiện được phần nào tố chất rất sắc xéo của mình. Khi giờ nhìn lại thì tôi thấy nhiều punchline rất hay, nhiều angle cũng thấm. Cơ mà đợt đấy thì anh Mark rất đỉnh và B-Ray vẫn là newbie nên là chưa được lòng người hâm mộ lắm. Tiếp đó thì B-Ray lựa chọn những đối thủ nặng đô và có tiếng nói trong cộng đồng Việt rap hơn. Nổi bật chắc là quả tạo trend inbox xin được Disna. Sau này thì Obito sử dụng để xét kèo với Choi. Giờ nghĩ lại thì thấy là Obito đợt đầu với Choi bị anh Châu chê cái gì thì trong trận Mark B-Ray bị chê y hệt. Nhưng mà chắc chắn đến lúc xuất hiện với danh nghĩa là thành viên cộng cán của VO và cả RVP rồi hoạt động năng nổ với danh nghĩa hội viên trong các group của hai tổ chức này trên Facebook, B-Ray mới trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng rap Việt. Nếu hỏi những rap fan lâu năm nghe nhạc trước tháng 8 thì đợt đấy ai biết B-Ray cũng sẽ thích những câu chữ ngắn, đủ ý, nhiều sát thương nhưng cũng không kém phần nhây của Bảo Thánh Thiện. Thằng bạn em tức vì mình hút hết đống cỏ nó cướp. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Chưa kể có một đợt anh còn viết mấy quả post chế giễu người yêu cũ trong group RVP, ai đã cũng cười. Không biết đây có phải là cái lò rèn ra một B-Ray của X Hate Me hay là BNSL không, nhưng mà rõ ràng hai đội này đã tạo ra một rapper máu chiến và có góc nhìn cực kỳ sắc sảo, tạo tiền đề cho những bài nhạc gây nhiều tranh cãi. Đầu tiên là hướng đến King of Rap DSK, sau này thì vui mồm hơn một tí, anh cùng Hiếu Thứ Tha aka danh ca Don Hoe làm nguyên cái mixtape mang tên X và Báo, tỏ tình với chuyện Conan, chê format của làng, nói chuyện giả lờ về quan trên. Cú hích của cặp đôi X và Báo đã đưa B-Ray trở thành top thịnh hành của thời điểm đó với những chủ đề được coi là gần gũi. Nhưng mà cái này thì chúng tôi sẽ không đi sâu, nếu mà các bạn thích thì có thể tự tìm hiểu. Những bài nhạc gây nhiều tranh cãi của B-Ray trong suốt dự án X và Báo đã khiến anh trở thành tâm điểm để những Rick Choi, Remastic hay là Phúc Ray hướng vào, chứ Blacka, tại vì anh bạn này muốn rửa mũi cho B-Ray là chính, rửa tay cho mình là chủ yếu. Đến giờ để mà nói ai thắng hay thua trong những cuộc dissing này thì vẫn khó, nhưng mà tầm ảnh hưởng thì rõ ràng là B-Ray không kém bất kỳ ai trong những đối thủ của mình. Chưa kể là đa số các đối thủ đã từng đấu với B-Ray đều coi anh là đối thủ mạnh nhất từng đấu đầu.
Tới này có thể Rap Việt mùa 3 sẽ quay trở lại và theo tổng hợp của chúng tôi thì đa số rap fan đều háo hức và ủng hộ việc B-Ray ngồi vào chiếc ghế quyền lực của show này. Lý do là vì suốt hai mùa trước đó nhiều ý kiến cho rằng về trình độ thì B-Ray hoàn toàn ngang ngửa, thậm chí là hơn một vài gương mặt giám khảo của chương trình. Điểm mạnh của B-Ray là rất hiểu khán giả và sẽ có những câu rap để biến bài nhạc thành trend, dù đó có là hợp tác với Masew, Dadj, Garrick hay là Amy. Chưa kể đến hệ thống từ ngữ, punchline, wordplay, scheme đều là những điểm mạnh rất lớn của B-Ray. Đến cả cái bài Destroy năm nào còn leo được vào top thịnh hành thì đã là bảo chứng cho khả năng của B-Ray rồi. Từ năm 2020 đến nay thì Rap Việt cũng đã chứng kiến B-Ray hoạt động năng nổ và chăm chỉ trở lại, giành đủ các giải thưởng của những đài lớn cho tới những thành tựu được vinh danh bởi cộng đồng. Nói chung là theo nhiều nguồn tin uy tín, cụ thể là các B-Ray con, thì nếu nói về tầm ảnh hưởng ở underground, rõ ràng B-Ray hoàn toàn xứng đáng để có một chỗ trong dàn giám khảo mới của Rap Việt mùa 3. Thậm chí ở nhiều diễn đàn, các rap fan cũng bắt đầu vẽ ra những viễn cảnh bùng nổ kiểu Denbow và B-Ray ngồi ghế giám khảo, Masew làm producer. Ngoài ra nếu có thêm các tên tuổi cộm cám như là anh Hưng Cao, nếu mà không bận mùa dối, anh LK, anh Karik hay chị Suboy quay trở lại thì rất có thể đây sẽ là một màn comeback cực cháy của rap show nổi tiếng này. Nói chung là đa phần ai cũng đồng ý để B-Ray ngồi ghế giám khảo, trừ fan K-pop, vì chắc là các bạn ấy vẫn chưa tha thứ cho B-Ray sau những cái pha bình luận hơi đi vào lòng đất. Theo tôi thì để không đi vào lòng đất thì các bạn nên mua áo của Trùm Cuối và mua figure của Trùm Figure, nơi chúng tôi bán đủ các loại áo và figure từ game, phim, anime, meme. Thêm vào đó, cuối tháng 2 đầu tháng 3 này chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi, đặc biệt là vào mùng 3 tháng 3. Các bạn có thể bấm vào đường link ở phần mô tả và bình luận để kiếm cho mình những ưu đãi cực kỳ tuyệt vời. Chờ đợi là nhiều thuế nhưng mà rap fan cũng tỏ ra lo ngại khi bản chất Rap Việt vẫn chỉ là một game show, nên ai cũng sợ là do không biết tạo chiêu trò, B-Ray rất có thể sẽ biến chương trình thành thảm họa như cái cách mà Lil Shady từng hóa Lil Thank You ở King of Rap, khi mà ngoài nói cảm ơn thì mọi lập luận của anh đều trái hiểu gì. Hay là như giám khảo LK ở Rap Việt mùa 2 thực sự khiến nhiều khán giả trung thành của chương trình cảm thấy hơi bị giống người ngoài hành lang, chương trình một đằng thì hai anh một kiểu. Nhưng mà nhiều người bởi thế mà cũng đề cập đến trường hợp của anh Wowie, kiểu do anh không biết diễn hài, không biết tương tác với người xem nên là anh mang tiếng vô duyên. Nhưng mà xét về tài năng trong huấn luyện thí sinh thì một mùa là số 2, một mùa là vô địch thì cũng đủ để chứng minh là Wowie rất mát tay và lành nghề trong vai trò rapper. Điều này càng khiến nhiều rap fan bớt lo, và nếu đúng thật B-Ray ngồi ở ghế giám khảo mùa này thì nghĩ đến cảnh B-Ray xuất hiện trên truyền hình trong một chương trình thành công, xong anh lại ra 3-4 album liên tiếp thì chắc là tôi vui như SBTC vô địch eSports chung kết thế giới mất. Cơ mà tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh và tận hưởng cái bài nhạc vào ngày 29 đã, rồi từ đó thì mình chờ đợi thêm những thông tin mới để ăn mừng sao. Cũng có nhiều ý kiến là chê B-Ray về quá khứ có phần nông nổi. Từ góc độ của nhi đồng thối tai thì B-Ray bây giờ là một minh chứng của sự thích nghi văn hóa hip hop mang từ bên Mỹ về, và nó rất sần sùi và nó thể hiện một cái xã hội không giống xã hội của chúng ta. Nên khi là những người ở bên đó về và làm nhạc với người ở đây thì nó sẽ có một cái sự lệch văn hóa và cần một chút thời gian để thích nghi với môi trường hiện tại. Và giờ thì thấy khá là ok. Nhiều bài nhạc hiện tại của B-Ray thực sự có ảnh hưởng tốt đến người nghe, kiểu như bài Ở Trong Thành Phố, đôi lúc khó khăn tôi vẫn lôi ra nghe vì thấy được cảm thông, hoặc là đoạn Xương Chó ở bài Anh Nhà Ở Đâu Thế từng là bio Tinder của biết bao nhiêu người. Đấy là còn chưa kể những pha hợp tác của B-Ray với nhiều nghệ sĩ nữ giúp cho âm nhạc của anh Báo ngày một xinh một đẹp và cực kỳ đáng yêu. Đấy là còn chưa kể đến hệ thống bài nhạc BNSL và X Hit Me cũng giúp nhiều anh em vượt qua nỗi buồn. Họ đã chửi nhiều cũ, tôi không biết. Với từng này lý do thì tôi cũng thấy là đủ để phần nào khẳng định B-Ray xứng đáng là một trong những rapper được chú ý và săn đón nhất trong thời điểm hiện tại. Theo nhiều ý kiến mà team nhi đồng thổi tai thu nhập được thì phần nào ai cũng muốn B-Ray comeback và trở thành spotlight. Một phần là vì muốn được nhìn thấy sự trở lại của những rapper coi câu chữ làm tôn chi. Đúng là cách viết của Lưu Luyến hay là anh Phan thì vui thật, nhưng mà nhiều khi hơi bị nhàm. Lâu lắm rồi rap fan chưa thực sự được trải nghiệm những khoảnh khắc trầm lắng hay là ồ lên sung sướng lúc nhận ra một wordplay thú vị nào đó. Mà những cảm giác kể trên thì nhạc của B-Ray lúc nào cũng đảm bảo. Nên là nếu mà anh Báo bỏ rap đi thật thì ít nhất cũng nên xuất hiện trên truyền hình và trở thành một hiện tượng dẫn dắt một đội ngũ rapper trẻ làm nhạc kiểu lyrical thực sự mà lại viral. Chứ anh em cũng hơi thiếu câu để cho lên bio Tinder rồi. Và đó là những gì mà nhi đồng thối tai tìm hiểu, góp nhặt và thu thập được. Nếu mà có gì chưa đúng hoặc cần đính chính thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới để góp ý cho chúng tôi. Và đó cũng là kết thúc của video này. Đừng quên đăng ký cho hệ thống kênh của nhi đồng thối tai để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Well, chào đây.